đang ở khúc đường Nguyễn Biểu, nãy là mình quẹo trái đi qua cầu dưới hầm cầu, dưới gầm cầu. Đây chuẩn bị gói quà Tết để cho những cái công ty, những cái đối tác tặng cho nhau ngày Tết, tặng quà hoặc là bạn bè hoặc là nhân viên tặng cho sếp, cho pháo giả. Đây mình quẹo qua đường Trần Hưng Đạo. Đây ta bán bao lì xì ha. Sao nó bấm kẹt quá.